con này nó gõ luôn á, hay nó ca tiền á. Ăn được mày khu nó, mày khu nó là pu pu. Mày không có đi xin to lắm, mày tuổi luôn á. Má đi xin rồi ta. Giá này đừng quá rồi, giá này bị lắc hả? Ba sĩ ủa nó xong đồ gần mà mình chưa xong nữa ta.
lồn nó có một cái 600 đam. Má mày cái giáo ác ôm dữ trời. À, cái mạng con này là bú luôn á. Tới đây thì tới đây. Má này chị em dốt thật. Đạp là tim nó đừng gặp thêm thằng này nó làm cái gì vậy ta. Mười một không đứng luôn à. Yeah. Đứng cứ ngắt hả? Đùa. Quýnh một hồi thằng này hai món, thằng này được món. Ông ơi. Má nó gờ luôn rồi, nó không thèm me luôn anh em ơi. Nó không thèm bui luôn, nó gờ hẳn mặt luôn. Chốt. Thì nó đơ, đơ chim như ta. Destroy.
Legendary. Mình vừa lên đúng không ta? Mình vừa lên kim cương 2 mà đúng không? Không rời được, xíu xíu cứng quá. Rời được chết ai luôn á. Đã dốt rồi, top mình nó cũng dốt, nó khó chơi. Lý Sin nó không ăn được cái mảnh xuất đao, mình ăn cái mảnh xuất đao Lý Sin mình gỡ luôn á. Chứ còn xuất đao được Lý Sin hơn là game mình lật được. Cá tiền. Game đã thua rồi còn 45 nó khó chịu hết nha. À, Lee Sin này nó bất tử quá, giết không được rồi. Có quá ta, Newy. Wow.
Mình gì mà farm cho nó sướng này, quá trời lính luôn. Hóa à, gì mà mới cho ngu mệt dữ trời. Yeah. Bởi vì 3 ngày nào luôn rồi. Rồi mình nào luôn, thằng nào hết thì con nét rồi. Là hát được có nét hay gì vậy? Em mình đỡ không nổi thua. Đỡ được em ơi. Uống má mày đánh mẹ đã ăn rồi còn hát được có nét tụi bay. Ai chơi ai chơi lại vậy? Má bên đó có hàng hàng khác bị câu nét thì sao anh em mà. Như nãy đang giết hết cái tiện chết nào hay không. À, mày gặp thằng chó này bực đó, 3 thằng đường luôn á, 49, 6, 12, 1, 12 à, 3 thằng đường chứ với 1 thằng đường. Má mà xếp 3 thằng đường với nhau. Một thằng lo được 3 thằng sao lo. Chọn game cần xử lý. Ba thằng đừng thì cứu tôi cứu chui. Thằng top mình và nó như thằng top bên kia thì ngon biết mấy. 1, 12 nữa. Hai thằng này đã chú vé đừng rồi, thằng này cũng đừng không kém.
sao mà đỡ được. Kéo bạc lên mặt kim như em Thịnh hả? Anh bóc cho em Thịnh lên đó Hùng ơi. Hay anh em mà cần cày đi, tại vì em Thịnh nhiều kèo kéo quá mà không ai cày hết chứ, không có ạt để mà kéo quá. Khách toàn nhờ kéo không mà không ai nhờ cày hết á. Những kỷ niệm cứ mãi trong anh. Má thua game mới trùng trùng lại luôn á. Thua game. Cứ mãi trong anh. Cấm chi nét à, chi nét. Chi nét, má game trước cặp kháng hiệu ứng mà nó vô trong cái sim vẫn cúp chút trận cuối cùng mà phi te nữa.
Mocha đi gần hết ta hay là con ngu công đây? Đổi skin nó không thủy ha, đổi qua cao bội đi, thu game đổi skin hay gần nữa ta, skin nó bất hỏng vậy, ai gần luôn, vô công top nè, ok gần quá, vô công top, theo vẫn cái tên liên đang support, thì gắt mất. Mày gặp kim cương mà gặp vàng một nữa, mấy vàng một mày đâu ra đó, hàng hồi nãy hồi nãy cũng vàng hai luôn, đúng đần luôn đấy, mà nó xếp gì vậy? Cái gì mà mít đánh trái lên nè, bình đường trên ác bỉ vậy. Đi support không nó ổn rồi, vậy là con ngu công đi gần hả, mình cầm cái phép và cúc rồi, ngu công nó gọi nó sướng người luôn. Thôi giờ vậy thọt bà nó rồi. Thọt mất tiêu rồi. Tăng tăng cho tôi cái. Má mày sao mà báo vậy bro? Có tuổi đó. Mày cũng có tuổi đó. Mà tuổi gì?
Tối mà tối dê. Má này khôn quá nào. Nữa, ăn quần hoài mày gần gần hoài mày. Tao quên tao không ăn luôn mày ăn đi. Báo, báo, báo dương. Bão dương rồi em mày, tôi xanh rồi thì chết. Tới công chuyện em thịnh nguồn hoài mày đi gần mày vô mày cướp hoài vậy mày, gần mày không pha mày nó vô mày cướp đó mày nữa. Nguồn xà lõn này xì mai thua mình 3 lần anh em mày, con cóc thua, con ghét thua rồi, kiếm nữa mày đi kiếm tao nữa mày. Mày đi gần cái mày hơi độc lạ rồi nha. Gần mày không farm, mày không cướp hoài. Nóng mình đó, tao nóng mình đó. Đúng rồi, rảnh gọi ra giúp gồng mà đẹp. Chị Mai 5 giây. Má tim bún hay quá trời. Bún thì tụi nó còn trắng trắng không à. Đậu đê mày có xì mai đâu mà mày kêu tao ăn. Hay dữ trời, tim mình quýt ác quá.
Kinh tí làm gì căng vậy bro, kinh vài con căng vậy bro. Có vài con lính mà bộ căng thẳng quá. Giờ bao nhiêu giây nữa? 80 giây nữa. Mà em còn ăn cái mày thằng cỏ này. Về. Nó ngầm quá nè. Thôi cái bot tao bỏ mẹ cái bot nhìn đần quá. Má phải có một màu pha xuống mới dẹp lại được mấy này.
Em này có quá đánh được anh em mà. Thằng top với thằng 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 gần nó hơi đần. Mình thì boss hơi đần. Lát đi. Lát chết đi ba. Đấy đi. Chạy hộ một cái luôn. Chạy đây nè, nó cứu được, chạy đâu rồi?
bắn đi, bắn hộ tao cái, bắn hộ tao cái luôn á. Đây là bất lực rồi. Má tính tròn vô công á, ăn á. Con này ăn cũng mệt, tròn vô công á, Evan ăn cũng mệt. Tính tròn vô công mà vô công nó ăn không được. Anh em xem xin một like follow nhé, anh em là cần cái thuế mất cho anh Thịnh nhé anh em. Anh em là gắn vàng gắn bạch kim mới cần cày anh Thịnh lấy giá rẻ cho. Bạch vàng bạch kim mới cần cày anh Thịnh lấy giá rẻ cho. Thịnh sẵn Thịnh kéo khách luôn. Giờ 4 giờ rồi. Chồng á.
nhồi lắm. Một mét chín, mét chín luôn em mà má chơi game gì nó lạ dưới trời. Ừ, chụp cái ảnh này thôi cái này. Da nó còn cộng có 20 vậy ta. Em mất tiếng rồi. À đây 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 đây. Anh Hùng ơi, anh cần cày không? Em lấy giá rẻ cho anh. Anh vô thương lượng với em đi. Em sẵn em kéo khách luôn, em đánh cho khách luôn. Chết mẹ kỳ vậy ta. Ba con mình không bao nên bán mẹ như sao bán rồi à, bốn rồi. Không biết đánh gì thì chị warp đi tôi bích cho.
Sức giờ còn cộng có 20 điểm nha anh em nhỉ. Bạch Kim Cương 3 nó cộng tới 25 điểm. Mà Bạch Kim Cương 2 cộng cộng có 21 điểm. Tèo 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 tèo. Và rồi anh cũng đã thấy nhận ra. À, mày quýnh gặp hello thấp dữ ta. Thường thường kim cương 2 nó gặp thằng kim cương 1 cao thủ, hoặc mày quýnh gặp bạch kim 1, bạch kim 2 không. Quýnh nó đi anh em đâu rồi? Lát lên em của tôi ơi, quýnh nó đi. Trời ơi nó không chết luôn, người số này đỏ ơi. Trời ơi mày nó không biết quên, nó không qua tường được, nó phải con quy nó qua tường được. Cái gì vậy? Cái gì vậy, mấy anh này chiến trường vậy? Đau tai quá nên đừng khỏi đeo, đau tai quá. Bật âm thanh lên nghe, ok, lỗi lỗi. Ai chậm dữ vậy? Ôi ôi, không có tăng tốc, tưởng có tăng tốc và cúp này rồi. Má chạy chậm nhưng mà chậm như rùa vậy. Chỉ đứng chát à, đai được nha.
Sao? Muốn mày đâu? Qua mày luôn nha. Còn mất lính thôi. Quýnh mày. Cú bé. Cú bé, cú bé, cú bé. Trời ơi, ba tôi bị chết vậy ông. Ba đứa tôi nó gì trời. Bố đụng xe cũng được không? Rồi, gì nữa.